Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 4.235.000 tỷ đồng, tương đương 84,6% GDP của năm 2017, tăng 20,5% so với cuối năm 2017. Chỉ tính riêng với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tổng số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên toàn thị trường là 745 cổ phiếu, đăng ký giao dịch là 777 cổ phiếu. Sự tăng trưởng về số lượng của thị trường chứng khoán đã thu hút các doanh nghiệp lớn nhỏ lên sàn. Chứng khoán cuối tuần với chủ đề Chứng khoán kênh gọi vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế phần 2 sẽ tiếp tục về đề tài về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, cổ phần hóa kèm lên sàn niêm yết là một trong những chủ trương được nhà nước đẩy mạnh trong những năm gần đây. Có rất nhiều doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể sau khi lên sàn niêm yết. Ngay sau đây là một câu chuyện minh chứng cho lợi ích của việc lên sàn sau cổ phần hóa, đồng thời cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát huy được vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện lên sàn của tập đoàn Hà Đô trong phóng sự ngay sau đây. Tập đoàn này được thành lập từ năm 1990, tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trong giai đoạn từ 2004 đến 2008, tập đoàn đã tiến hành công tác cổ phần hóa, chuyển đổi các xí nghiệp thành viên thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của chính phủ. Đến năm 2010, tập đoàn này chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là HDG. Theo đại diện doanh nghiệp, việc lên sàn chứng khoán niêm yết đã mang lại nhiều lợi ích từ hiệu quả hoạt động đến danh tiếng cho doanh nghiệp này. Hà Đô là cổ phần hóa năm 2005 và sau 5 năm thì chúng tôi niêm yết và cái quy mô vốn của chúng tôi đã tăng lên khoảng 26 lần, quy mô tổng tài sản tăng lên khoảng 50 lần và lợi nhuận chúng tôi tăng trưởng cỡ khoảng bình quân là 140% một năm. Đấy là cái những con số rõ ràng trong cái việc lợi ích lên sàn và tôi nghĩ là bất cứ doanh nghiệp nào thì cũng muốn mình là thành đại chúng và thứ hai là minh bạch hóa trong quá trình sản xuất kinh doanh. Những năm chúng tôi lên sàn từ 2010 thì cái lợi ích rõ ràng nhất là chúng tôi cái việc huy động vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, và chúng tôi đã có một nguồn vốn rất lớn vào năng lượng đấy, thông qua việc tăng vốn điều lệ cũng như là huy động trái phiếu thị trường đấy. Ngoài ra thì cái hình ảnh Hà Đô thì rất nhiều cổ đông cũng như khách hàng biết đến và từ đó nó ảnh hưởng đến chính cái ngành sản xuất kinh doanh chúng tôi. Đấy là cái lợi ích nhìn thấy rõ ràng. Cũng theo ông Chu Tuấn Anh, do doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nên thay vì huy động vốn từ ngân hàng như trước đây, HDG sẽ tập trung đẩy mạnh các kế hoạch để huy động vốn trên sàn chứng khoán trong nước. Sự là cái huy động vốn của Hà Đô trong thời gian vừa rồi, nếu về lĩnh vực bất động sản thì hầu như chúng tôi rất ít huy động vốn, chủ yếu dùng vốn tự có. Đấy, nhưng mà riêng năng lượng thì là cái nguồn lực cần rất nhiều. Và tôi nghĩ là trong trước đây thì chúng tôi vẫn chủ yếu huy động qua ngân hàng thôi. Cái việc huy động thị trường chứng khoán nó cũng chỉ chiếm một tỷ lệ nó cũng không lớn, chủ yếu là vào vốn chủ. Đấy, nhưng tuy nhiên trong thời gian tới là cái việc mà đảm bảo cái nguồn vốn đối ứng để phát triển trong thời gian tới, để đặc biệt là trong cái thời buổi nó cạnh tranh rất là lớn thế này, thì cái quy mô nó cũng và nó sẽ quyết định nhiều. Nhưng do vậy là tôi nghĩ là cái thị trường chứng khoán nó sẽ là đòn bẩy tốt cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vốn là tiền đề quan trọng để phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngoài việc huy động vốn trên sàn chứng khoán trong nước, doanh nghiệp này còn kỳ vọng có thể huy động được vốn từ các thị trường thế giới dưới sự hỗ trợ của chính phủ. Tôi mong muốn là điện mặt trời và điện gió, và nói chung ngành năng lượng nói chung thì chúng ta cần có một cái nguồn vốn rất là lớn để tham gia vào đây, bao gồm cả vốn của cổ đông cũng như là vốn vay của ngân hàng. Thì hiện nay thì chúng ta cũng chưa có những cái hành lang pháp lý đủ mạnh để mà chúng ta có thể, ngoài cái chuyện huy động của vốn trong nước, thì chúng ta có thể huy động được nguồn vốn từ nước ngoài vào để phục vụ cho cái việc phát triển. Thì tôi mong muốn là có thêm được các hành lang pháp lý hoặc là những cái điều kiện mà chính phủ để nhằm hỗ trợ cho cái ngành này có thể thu hút được thêm được nguồn vốn. Bởi vì đối với lại ngành năng lượng thì cái nguồn vốn rất quan trọng. Còn đối với những doanh nghiệp mới lên sàn trong thời gian vừa qua, cũng đánh giá việc lên sàn chứng khoán đã đem lại nhiều lợi ích cho họ. Trong đó, cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư biết đến, có vốn đầu tư cho các dự án. Cái việc mà khi Hải Phát niêm yết rồi thì huy động vốn trên thị trường chứng khoán là việc mà chúng tôi ưu tiên và mong muốn có thể thực hiện được, đảm bảo theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2018, chúng tôi thực hiện việc tăng vốn từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ theo
hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chúng tôi thực hiện việc tăng từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ thông qua việc là chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tưởng. Cuối năm nay thực hiện việc tăng vốn từ 2.000 tỷ lên 2.500 tỷ theo phương thức phù hợp và trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo giới chuyên gia, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cả về mặt quy mô lẫn thanh khoản trong thời gian qua đã chứng tỏ kênh chứng khoán đang dần trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán và trái phiếu của Việt Nam đã phát triển tốt hơn các thị trường khác tại châu Á trong những năm vừa qua. Tổng quan về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta không chỉ nhìn vào sự tăng về quy mô mà còn nhìn cả vào sự sâu sắc trong tiềm năng phát triển của thị trường. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua cũng đã cải thiện đáng kể so với thời gian trước đây. Có thể thấy tất cả các yếu tố này đã giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp. Như vậy, niêm yết trên sàn không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện mức độ minh bạch trong hoạt động, gia tăng niềm tin của giới đầu tư mà còn đem lại một kênh gọi vốn tiềm năng cho doanh nghiệp. Còn gần đây thì có thể thấy trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán đã chứng kiến hàng loạt các doanh nghiệp mới lên sàn, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Sở đã niêm yết mới 31 cổ phiếu, 15 trái phiếu doanh nghiệp và 2 chứng chỉ quỹ đầu tư. Tổng số mã chứng khoán niêm yết mới là 48, tăng gấp đôi so với năm 2016, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, Công ty Vincom Retail. Khối lượng cổ phiếu niêm yết mới cho năm 2017 tăng 135% so với năm 2016. Kết thúc năm 2017, quy mô cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 75% so với năm 2016, đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 92% vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam và tương đương 57% GDP. Còn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kết thúc năm 2017 có 384 doanh nghiệp niêm yết, giá trị niêm yết gần 118,25 nghìn tỷ đồng, tăng 7,61% so với cuối năm 2016, giá trị vốn hóa thị trường đạt 222,89 nghìn tỷ đồng, tăng 46,82% so với cuối năm 2016. Thanh khoản thị trường đạt 55,6 triệu cổ phiếu một phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 644 tỷ đồng một phiên, tăng 20% về khối lượng và 24,7% về giá trị so với năm 2016. Thị trường upcom tiếp tục tăng trưởng vượt bậc về quy mô và thanh khoản với 285 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên upcom lên 690 doanh nghiệp với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 241,6 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt 677,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2016 và cao hơn 3 lần giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết của HDX. Có thể thấy thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều cổ phiếu lên sàn góp phần gia tăng cơ hội đầu tư và tính minh bạch của thị trường. Đặc biệt có sự xuất hiện nhiều cái tên mới trong ngành bất động sản trên sàn chứng khoán như Công ty Cổ phần Vincom Retail, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest, Công ty Cổ phần Đầu tư Everland, cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chuyển hướng từ sử dụng vốn vay ngân hàng sang huy động vốn trên sàn chứng khoán. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tốt cho cả thị trường chứng khoán và lĩnh vực bất động sản, bởi thị trường có thêm được những hàng hóa chất lượng, trong khi đó doanh nghiệp bất động sản lại có thêm kênh huy động vốn để phục vụ cho nhu cầu phát triển. Chúng tôi cũng cần huy động một số các nhà đầu tư, các nguồn vốn khác để đảm bảo triển khai đồng loạt các dự án này trong cái giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định niêm yết sàn chứng khoán. Chứng khoán phát triển tốt thì nó thu hút một cái lượng vốn đổ vào chứng khoán, thì do đó cái nguồn vốn huy động của ngân hàng nó bị ảnh hưởng một tí. Thế nhưng mà cái nóng của chứng khoán thì nó cũng theo cơn, chứ nó không có lúc nào nó cũng nóng như thế. Cùng với các doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản, các ngân hàng cũng đua nhau lên sàn. Tính đến nay đã có 11 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên sàn chính thức gồm Vietcombank, BIDV, VIB, Kenlongbank. Đây cũng là bước phát triển rất lớn của thị trường chứng khoán khi xu thế các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục niêm yết trên thị trường để đảm bảo tính minh bạch. Được biết là năm nay ấy, thì trên thị trường ấy, thanh khoản của chứng khoán rất là tốt, dòng tiền thì đang đổ vào ở chỗ trước này vào thị trường chứng khoán của Việt Nam, tôi có thể nói là vào sầm sập. Vì thế cho nên rằng là đây cũng là một cơ hội. Chưa kể các bạn để ý thấy là ngành ngân hàng tại thời điểm này đang là một cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Tận dụng đà tăng trưởng thuận lợi của thị trường chứng khoán với mục tiêu lên sàn để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng và nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường. Đầu năm 2018, làn sóng lên sàn chứng khoán của các doanh nghiệp tiếp tục có dấu hiệu tích cực. Trong đó có thể kể đến những cái tên nổi bật đã lên sàn vào đầu năm như
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện, Công ty Cổ phần Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta có thêm những cái hàng hóa chất lượng, đồng thời là cũng phù hợp với cái giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Khi mà chúng ta còn nhiều những cái dư địa để phát triển bất động sản, dẫn đến các cái hàng hóa của những cái doanh nghiệp bất động sản là những cái hàng hóa mà chúng tôi nhìn chung đánh giá là phù hợp với nhu cầu của thị trường. Niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán đang trở thành một xu hướng của doanh nghiệp để tăng tính minh bạch, hiệu quả hoạt động, thu hút nguồn vốn đầu tư giá rẻ. Mặc dù cùng với sự vận động của thị trường cũng như các yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp lên sàn phải tuân thủ các quy định khá khắt khe, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc này góp phần tăng quy mô thị trường, gia tăng lượng hàng hóa chất lượng, đa dạng sự lựa chọn cho giới đầu tư. Vậy những lợi ích khi niêm yết trên thị trường chứng khoán là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Những lợi ích khi niêm yết trên thị trường chứng khoán bao gồm tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn. Khi tham gia niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường. Huy động theo cách này, doanh nghiệp không phải thanh toán lãi vay cũng như phải trả vốn gốc giống như việc vay nợ. Từ đó sẽ rất chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn huy động được cho mục tiêu và chiến lược dài hạn của mình. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Kênh huy động vốn rất hiệu quả cho doanh nghiệp. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi có những cái dự án đầu tư về phát triển, tiếp tục phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đầu tư vào các cái dự án về ga hàng hóa tại sân bay Cam Ranh. Chúng tôi phát triển các cái dự án khác ở Nha Trang. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dự kiến mở rộng các cái hoạt động kinh doanh sang các cái sân bay khác tại Việt Nam. Thì cái việc niêm yết và cái phát triển này thì nó song hành với nhau để đảm bảo chúng tôi có những cái nguồn vốn ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó thì có cái phát triển kinh doanh thì đảm bảo cái lợi ích cho cổ đông. Khuếch trương uy tín của doanh nghiệp. Để được niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức. Do đó, những công ty được niêm yết trên thị trường thường là những công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Thực tế đã chứng minh, niêm yết chứng khoán là một trong những cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ đó thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác. Họ sử dụng thị trường chứng khoán như một kênh huy động vốn chắc chắn là bị hạn chế. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là quy định nghiêm ngặt đấy, khi mà phát hành thêm. Chưa kể rằng là sau khi phát hành thêm là họ sẽ một loạt những cái quy định khác, ví dụ họ cũng phải tuân thủ rồi cả về kiểm toán đúng không ạ, rồi cả về công bố thông tin, rồi cả về cái câu chuyện là cái dự án của họ khi họ phát hành thêm thì nó như thế nào vân vân, tức là rất nhiều thứ đi theo mà bắt buộc là họ phải chuẩn chỉnh để mà huy động được vốn, được chấp thuận huy động được vốn, và huy động được vốn xong rồi họ lại vẫn phải tiếp tục tuân thủ theo những quy định đấy. Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu, gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp. Xét về dài hạn, giá cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết đều tăng so với mức giá tại thời điểm trước khi niêm yết. Theo cái thời điểm gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam rất là sôi động và thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tôi thấy cái dòng vốn của nước ngoài đổ vào Việt Nam rất là nhiều. Tôi cũng đã từng đi tham dự các cái buổi hội nghị các nhà đầu tư ở Bangkok hay là ở London, thì cũng nhìn thấy là cái sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài rất là nhiều cho thị trường Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó là một tín hiệu rất là tốt để các cái công ty Việt Nam có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn của nước ngoài để có thể tăng trưởng phát triển trong tương lai. Sự thành công của việc niêm yết chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như điều kiện chung của nền kinh tế, luật pháp, chính sách, đặc biệt là trạng thái hay xu hướng của thị trường chứng khoán. Khi thị trường đang lên, việc niêm yết thuận lợi và giá chứng khoán tăng cao. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đi xuống, việc niêm yết sẽ gặp những khó khăn nhất định và khả năng doanh nghiệp huy động được vốn qua kênh này trở nên rất khó khăn. Đôi khi, chính doanh nghiệp chủ động tạm dừng niêm yết để chờ tín hiệu tích cực từ thị trường. Thậm chí một số doanh nghiệp đã được cấp phép niêm yết còn chần chừ chưa muốn lên sàn. Song theo quy định, trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết, tổ chức niêm yết buộc phải chính thức giao dịch chứng khoán niêm yết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện về đề tài về thị trường chứng khoán trong các số tiếp theo của chuyên đề chứng khoán cuối tuần. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.